Hello mọi người, hôm nay mình sẽ ngưng buôn bán một hôm, mình sẽ cùng gia đình về quê thăm nội. Vợ con mình sao á, thấy không? Đau đầu quá, mình say xe, mình phải ráng mình quay cho các bạn xem. Anh thấy là nhìn. Thank you.
Tới nhà rồi bà con ơi, mệt quá. Xây xe nãy giờ. Tới nhà là mình mừng lắm. Chờ anh đợi. Chạm cái đầu đuôi gì đây. Mình làm mừng mà nó bất ngờ quá mừng. Ôi trời ơi, cưng thua lắm. Cưng thua lắm. Cưng thua lắm. Cái mặt thằng quái ra mà. Thua lắm. Ôi trời méo quá. Thấy lạ lạ. Vô ông nội mừng kìa. Ôi trời ơi, mừng. Đi em ơi. Đi em. Đi em. Phụ khinh đồ chú. Nhanh lên. Dạ. Dạ anh để đây. Để em khinh. Để đất được rồi. Không sao đâu. Ông cứ ngồi ông trò đi. Lại cứ mua đánh bài. Chào được cứ mua đánh bài. Cái bột. Ông nội cũng về đó. Dạ, nội mừng lắm á. Mừng lắm, thương lắm. Thương lắm á. Thương. Còn cái máy tính của em để trên ghế có không? Hả? Rồi rồi. Có cái chi bằng á. Cái nội cục vàng nó cũng không ham á. Không ham cái gì đâu, ham thằng chí ông. Bố khỏe không? Dạ, phải tập thể dục không? Rồi anh cảm ơn nhiều nha anh. Dạ dạ. Ôi sao thẳng về Bình Long luôn cho rồi. Bình Long hả? Ảnh ở Bình Long. Xin giới thiệu mọi người, đây là bố của tôi. Nhưng mà bố này cũng yếu lắm rồi, bố 70 mấy ra 80 tuổi rồi, bố bệnh rồi. Con đang quay phim đó bố. Bị tai biến nên ra là nó hơi yếu. Không đi được, đi nhẹ nhẹ chứ không có đi mạnh được. Bà nội thì khỏe lắm, bà nội còn đánh nhau được mà, còn cãi nhau đánh nhau được mà. Bà nội thì đi rồi chạy rồi còn đánh nhau được mà lo gì, có ông nội yếu thôi. Không dám đâu, mẹ đâu có ăn được mà không ăn được. Ăn gì? Mẹ không ăn được con. Ăn chay được rồi, mừng lắm, gặp mừng. Đi em ơi. Ủa anh hai đâu tí? Về rồi. Về rồi hả? Hai cháu của mình nha, con không anh. Rồi. Mà nội cưng dữ. Cưng. Hôm nay nhà mình ăn cơm gì mẹ? Ăn cơm với nó mới tao hái rồi cả tuần nay tao bỏ tủ lạnh chứ. Mới bây giờ còn mùa nữa hả? Hết mùa rồi mẹ. Gần hết rồi. Đi cũng còn. Hôm qua người ta vẫn đang bán hết kìa. Để con xuống con coi coi. Để mình xuống mình xem thử. Tại cái món nó mối này là ngày xưa là mình hay đi nhổ. Đặc sản đó các bạn, nó mối đặc sản rất là hiếm. Mối xào mướp thì thôi luôn. Hay là đang đã đông, mẹ đang đã đông. Cái này mẹ phải bỏ xuống cái chậu nước á. Để cho nó nhanh. Nghe rồi đây. Bỏ này đi xíu mình nấu. Mối ngon các bạn. Cái này mà xào mướp thì thôi rồi luôn. Mẹ mình để tủ lạnh một tuần lễ luôn rồi. Nhưng mà phải xào trước nha. Các bạn phải xào trước xong rồi để tủ lạnh thì nó mới không bị hư. Ngon lắm, tí mình xào thử. Hôm nay mình sẽ trổ tài nấu ăn nha. Ừ, bây giờ mới ra vườn hái đậu rồng. Bắt bố nó phải ẩm không? Không chịu ai ẩm. Thương lắm bạn. Vườn của mình nó thương lắm thôi. Mua heo rồi.
rầu nha. Nắng đâu mà nắng. Có cây đầu rồng nhỏ xíu nè, quá trời cá. Chắc hái 2-3 trái thôi mẹ ơi, ăn ít thôi. Chứ nó già hết rồi nè. Có mấy trái thôi. Mẹ. Ăn trái hả? Nó một trái. Hai trái. Mà lại nó nhỏ gì lắm. Để con bào, để con bào. Làm đó. Hôm nay con tổ tài nấu ăn mà. Giỏi ha. Trời, con nấu ăn ngon lắm. Sao mày nhẹ thế nhỉ? Hôm nay mình sẽ nấu ăn cho bố mẹ ăn. Chưa bây giờ mà là gọi là mình về mình nấu. Ít khi nào mà nấu. Toàn là nấu cho người yêu ăn với hàng xóm ăn không. Đời nào mà nấu cho bố mẹ đâu. Thường thường là ai cũng vậy. Tùy người chứ hả? Bà nội đi trong vòng cái này sao nó bén à. Không bén hết mẹ. Dao trong bào không bén. Lết cái máu mẹ đó. Hả? Lết cái máu mẹ nó đó. À. Cho nó bú đi. Ai đây? Ai đây? Bỏ ra cửa nè. Đổ nè. Cửa nè. Mướp là mình xào nóng nha anh em. Mình là thuận tay trái. Thuận tay trái nhưng mà phải cầm cái dao tay phải. Cho bào mà. Bố đâu? Bố đâu? Bố đâu? Bố vô đâu? Hả? Ừ, chị bố ơi đâu? Em. Bố đâu? Bố đâu bà em? Bữa nay chắc còn đồ. Một trái thôi. Sao một trái? Đó, mẹ sao nhiều quá đi dở. Bữa nay. Hả mẹ? Hả? Mẹ mà sao nó muối nhiều nó dở. Nào nó muối như này sao ít thôi. Thà thế nào chứ. Tí cơ là 8 cái. Ủa hôm nay anh Trinh không về luôn. Anh đi Đồng Tháp rồi mẹ đó mà về. Hôm nay là anh chị cũng không có về, không ai về hết. Nói chung là mình được cái có mấy ông anh là với bà chị là ham tiền. Ham tiền với ham gái. Mình thấy mình được cái gì. Lễ Tết rồi chơi không giờ về quê. Chỉ có mình mà là có hiếu thôi. Mình nhiều khi mình nể mình luôn có hiếu lắm. Chú mày không ăn là trùm. Thấy không? Dạ. Nhất thế giới luôn nó dẫn. Sắc là mình làm tư. Mình cũng không biết nấu ăn gì nhưng mà mình nấu được cái ngon. Hôm nay về giả bộ báo hiếu nè. Nấm mối là chỉ có xào mướp là ngon nhất. Hoặc xào không hoặc nấu cháo gà. Như anh Hiếu còn nấm mối quá trời bệnh đó em ơi. Để tí chú qua chú Hiếu chú lấy nấm mối. Không không, để ngày mai đi. Mai có giờ review. Nhiều quá không? Nhiều quá không tí. Nhiều cũng vừa. Còn mấy bữa này có đá banh không? Học đá banh không? Không chú. Chán. Sao? Giờ lo học thôi. Có đá banh vậy. Đập đá banh đi chứ. Vâng. Xưa là mẹ nấu không à, phải mình nấu các bạn. Mẹ nấu ăn. Mình mới nấu no. Hôm nay mình về mình giả bộ có hiếu bữa. Đang làm nhiệm vụ mẹ ơi. Ở đây là đủ xào rồi. Tí mình xuống mình xào cho các bạn xem. Nó nhỏ này tí xíu thôi. Ít thôi. Vừa. Cái nào bự quá nhỏ này. Biết nấu ăn và không biết nấu ăn nó quan trọng.
và nấu ăn ngon với nấu ăn không ngon nó không quan trọng. Quan trọng là siêng nấu ăn hay không, có chịu nó hay không. Đúng không? Mà có một điều là mình bảo đảm là mình nấu ăn ngon. Nó ngon ghê lắm, mình ăn cấp thế giới. Rồi bây giờ mình xuống mình sẽ xào với nấm mối phi hành lên. Ừ. Rồi. Đây, mình bắt chảo lên xong rồi mình sẽ bỏ dầu vô. Để cái chảo nó khô cái đã, nóng cái đã. Mình bỏ dầu vô. Mình nấu ăn ngon lắm các bạn chưa biết đâu. Cái chảo này sao mà nó trũng dữ mẹ? Chảo này là chảo để thành nấu một cái gì mà nó trũng, còn cái ta chảo là đào. Đào này cũng loại mà. Con. Lô lô quay chú nữa chứ không quay chảo không, hiểu không? Quá trời ngon luôn. Nước xa xa lâu lâu. Cậu hành phi hành quá trời luôn nè. Cậu hành nhiều chơi vậy đó. Khó ăn hành vậy. Mình ngày xưa là nấu ăn ngon nhất thị xã luôn các bạn. Ngon nhất. Thi được huy chương trì. Huy chương trì ngày xưa là nó lớn nhanh giá. Rồi khi mình xào nó thơm thơm á, nó nghe mùi thơm thơm rồi mình chỉ bỏ mướp vào nè, bỏ mướp vào bỏ ít hơi mà vừa thôi để tí mình coi coi nó vừa phải với nóng thôi. 9 giờ mà thôi con xào hết nấm luôn nha mẹ. Xào hết để chiều ăn luôn. À tí mình ra mình hái đậu rồng nữa. Cũng còn mấy trái nữa tí ra hái. Mình bỏ muối vô, anh thủ bỏ muối vô. Rồi no muối, rồi ngọt. Bỏ muối rồi ta. Đây hả? Ít muối thôi. Bỏ đại chứ mà. Bỏ ngọt miếng thôi. Đường và no miếng thôi. Bỏ ra cho nó mặn đét đi. Mình xào ra. Trời con mà nấu mặn, mày nghĩ sao? Cao thủ Võ Lâm. Rồi miếng đường vô nữa. Miếng đường nữa, còn ngọt nhiều dịu tí. Mà nó mối rồi, nó còn sẵn rồi, nó mối đâu cần phải bỏ đường. Đúng không? Thơm không? Đó vừa vừa là lúc này mình đi nêm thử coi nó vừa chưa. Múc múc cái đũa này múc trong miệng nè. Thử vừa không? Ừ. Vừa là lúc đó, lúc này mình đi bỏ nó muối vô, quay nó muối nè. Ừ. Bỏ nó muối. Muối này như nó tàn hả mẹ? Nó cũng không phải là múc. Nó mà đúng ra nở là xào ngon hơn búp á. Búp nó búp nấu cháo kìa. Luôn xào hết rồi. Con xào hết luôn đi chứ để lâu quá nó không tốt.
Nếu đầy để dành con đầy bên kia. Đi hái để dành đầy. Rồi các bạn thấy ngon không? Quá trời ngon luôn. Thì cú mèo không ha, Ti? Mới điểm. Cái này mình không cần nêm nhiều, con hiểu không? Không cần nêm nhiều các bạn. Chứ còn mình đi phơi sơ xong đã muối nó ngọt sẵn rồi. Thế nên đâu sao anh cũng ngồi thế mới đập gì. Giờ hết mùa rồi. Để nó sôi lên cái đã. Bỏ thêm miếng nước mắm nữa. Nó thơm ha. Đây. Mình phải xịt thêm một miếng tí nước mắm thôi. Tí để cho nó mùi thơm ha. Không cần nhiều quá nó dở. Để nó sôi lên cái đã. Tại vì mẹ đã xào rồi, mẹ đã luộc rồi. Không ra nó đã chín sẵn rồi, giờ chỉ cần bỏ cái nồi thông cái hấp liền mình cũng ra nước rồi. Nó muối mà nước. Ngọt. Ăn lạc thôi, không cần phải ăn nó mặn quá. Mình bố bệnh á, đâm ra là mình không dám nấu nó mặn đậm đà, nó nhiễm lắm. Bị vút là đủ thứ bệnh. Mình nấu ăn là mà mình phải nấu cho người khác ăn chứ không phải nấu cho mình. À, thường là tâm lý những người mà vào bếp á, nấu ăn là người ta cứ nấu cho họ ăn không. Tâm lý, nhưng mà mình phải nghĩ cho người khác. À, mình ăn đâu bao nhiêu đâu, mình nấu cho. Đúng là giống như khách vào đi, mình nấu cho khách ăn chứ phải nấu cho mình ăn. Đúng không? Ngoài đẹp không? Quá ngon. Để mình lấy cái muỗng mình hút thử. Sao nó lâu sôi vậy ta? Ngọt quá. Con hút thử tí. Quá ngọt. Miếng cà no nữa ha. No để cho nó đậm đà, thơm thơm tí nhưng mà nó không mặn được. Ừ. Ngày nào em với anh, nép bên thềm cùng em với anh. Giờ sôi cái là mình bắt xuống là xong, chưa sôi. Nấm mối nó có nhiều dạng, nấm búp và nấm nở. Nấm này chắc cũng gần nở hết rồi. Nấm này coi vậy chứ là ngon hơn nấm búp. Nấm búp là nó chỉ giòn thôi chứ nó không có thơm bằng. Mà nó mắc tiền hơn tí xíu hơn. Ngoài đây sôi là bắt xuống. À quên, trời hồi nãy quên có tiêu. Biết mẹ còn tiêu không ạ? À đây. Nãy mình quên bỏ tiêu. Con này phải tiêu đâu? Đâu quá vậy? Tiêu luôn ta. Mẹ ơi, nhà mình hết tiêu à? Không có tiêu à? Bình cá thế không? Nhà sôi rồi đó, bây giờ mình rắc tiêu rồi xong. Ủa mình tiêu mà xong để chạy mì hay là ít thôi. Miếng thôi, miếng tiêu thôi. Thôi được rồi. Rồi bây giờ bắt xuống.
mình đảo xong cái mình tắt lửa nè, vừa tắt lửa vừa đảo nè. Rồi tắt lửa để nó thơm tí ha. Rồi bỏ hành vô, bỏ hành lá vô cho nó thơm. Rồi chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc mà ra tô. Thôi mình lấy cái này đi. Đó là tô anh dĩa thì nó không có chế nước được. Nó không có chế mấy cái nước. Nước này nè, nước ngon này đó. Mà nếu cái nước này nó thơm, chất ngọt của nấm nó ra. Nói chung là ai mà làm vợ mình là phước 70 đời. Đúng không tí? Đấy. Mình có con cháu dễ thương lắm. Mình thương lắm, là nhỏ lớn. Uống nấm cho bố ăn, bố phải ăn nấm lắm. Ngon lắm, ngon lắm, đẹp lắm, ngon. Ồ, vậy thôi đơn giản thôi, nước vô đó. Ha. Rồi, dậy lên. Này bỏ đây. Thấy các bạn thấy món ăn rất là đơn giản. Đây. Này thịt. Này rau khoai. Này đậu rồng vườn. Thế thôi, nhà mình chỉ ăn như đó thôi. Và nấm muối mới xào. Tí ơi, mời ông bà vào ăn cơm con. Ăn cơm thôi. Xong hết rồi, tất cả đầy cái muối này. Ô thầy, thầy bố ăn hết cái muối lấy gì con ăn? Đâu bố? Thường lắm. Tình là cái tình thành tí. Bà nội chưa ăn ha, bà nội ẩm ha. Ừ, ăn trước nha. Ăn đi. Ăn đậu đi, rồng. Ăn đi. Ăn đi. Nấm muối xào mướp. Ăn đi. Thịt kho. Ăn canh đi, rau khoai. Ăn đi. Ăn đi. Nước mắm. Ăn đi. Ăn đi. Hết. Thôi. Ăn ăn đi nè, ăn đi, ăn đi. Nè. Ồ, ngon em. Nó muối ngọt quá ha. Ăn hết đi em, tí anh khỏi ăn. Thôi bye bye mọi người nha. Giờ mình ăn cơm chứ mình quay phim riết rồi. Sao mà ăn cơm được đây. Xin chào.